Chào tất cả bạn, hôm nay thì hãy cùng mình trải nghiệm cái tựa game Nhà Ngục Tuần Hoàn ID AVC nha các bạn. Thì Nhà Ngục Tuần Hoàn là một cái tựa game chiến thuật nhàn rỗi lấy chủ đề khám phá hầm ngục tối với những cái phần tạo hình nhân vật thì vô cùng khá là dễ thương. Thì Nhà Ngục Tuần Hoàn là một cái tựa game chiến thuật lấy chủ đề ngục tối do Mogrifin phát hành. Thì trò chơi này sẽ sở hữu cho chúng ta một cái nền tảng đồ họa 2D cùng với phần tạo hình nhân vật khá là độc đáo và dễ thương, hiệu ứng cũng khá là đẹp mắt. Và hiện tại thì cái tựa game này đã hỗ trợ cho chúng ta về phần tiếng Việt nha các bạn. Nên là các bạn có thể làm bất cứ điều gì, có thể chơi khá là dễ dàng. Tất nhiên thì phần phong cảnh nền trông khá là đổ nát vô tối, khá là phù hợp với những cái bạn, khá là phù hợp với chủ đề của cái tựa game này luôn nha các bạn. Thì tuy nhiên thì hành động của nhân vật thì trông khá là chậm. Thì lúc mới bắt đầu thì vào cuộc khám phá một tối, bạn sẽ được lựa chọn cho mình 2 trong 4 nhân vật và được cho ngẫu nhiên lấy ra từ Battle Deck của bạn nha các bạn. Sau khi chọn xong thì sẽ liền bước vào cho mình một cái giai đoạn chiến đấu. Thì tại giai đoạn này tất cả mọi người chơi sẽ có một khoảng thời gian ngắn để tự do sắp xếp đội hình. Thì kết thúc thời gian sắp xếp đội hình đó các bạn, thì các nhân vật sẽ tự động chiến đấu luôn nha, tự động chiến đấu nha các bạn, và sử dụng kỹ năng khi có thể tiêu diệt sạch kẻ thù hiện có. Các bạn có thể hoàn thành mỗi lần chơi, các bạn sẽ được quyền lựa chọn dùng tiền quan để thăng cấp cho anh hùng của mình hay không. Thì mỗi khi nhân vật thăng cấp, ngoài sức mạnh chiến đấu của họ được nâng cao thì họ còn được nhận 3 bon tối đa nha bạn, 3 tap bon. Thì chúng được dùng để lựa chọn nâng cao các dòng chỉ số của nhân vật. Mỗi nhân vật đều có cho mình 4 dòng chỉ số, đó là sức mạnh, khéo léo, trí tuệ và sinh lực. Việc nâng sao cao chỉ số của các nhân vật khá là cần thiết, bởi vì các món trang bị khi mặc sẽ cần chỉ số của nhân vật phải đạt mức độ nào đó. Thì con quê tiên quang thì vào cái giai đoạn đầu bạn sẽ cho nho mình là 50 tiền quang nha bạn. Thì tiên quang có thể nhận được là thông qua việc tiêu diệt kẻ địch ở mỗi màn chơi. Thì bên cạnh đó là sẽ có cơ hội mà kẻ địch gây ra nhận cái món trang bị cho tất cả mọi người chơi thu thập khi tiêu diệt được chúng. Các món trang bị cũng đóng vai trò khá là quan trọng trong việc nâng cao sức mạnh của nhân vật, và tất nhiên chúng có thể được nâng cấp. Thì việc nâng cấp cho các món trang bị sẽ cần tới đá nâng cấp, và chúng có thể kiếm được từ phân tích các món trang bị mà bạn thấy và không cần dùng tới các đặc điểm. Nhìn chung thì tựa game này sẽ có những cái đặc điểm như là sở hữu nền tảng đồ họa 2D cùng hiệu ứng khá là bắt mắt luôn nha các bạn. Thì phần tạo hình nhân vật khá là độc đáo và dễ thương. Lối chơi chiến thuật auto cùng khá là đơn giản và gắn tay. Hệ thống trang bị đa dạng để thu thập và sử dụng. Thì đó là những cái điểm đặc sắc của cái tựa game này.
Ý này thì mình để lag rồi nha các bạn, tại mình đang sử dụng mạng VNPT nên là nó bị lag một chút. Ok, giờ thì mình sẽ tự động nâng bật tự động nâng cấp cho anh Hùng. Đây là những cái phần quà gửi qua hòm thư nữa bạn, mình sẽ nhận hết những cái phần quà. Còn cái hanh vàng vàng ở trên đó bạn thì nó là thời gian nha các bạn. Mình sẽ mua 22. Còn đây là phần chiến đấu với con boss, mình sẽ sử dụng cái này, sử dụng này, sử dụng này. Bạn có thể nâng cấp nhỏ nhỏ, bạn có thể xem các nhân vật của mình thì mình có trang bị rồi nè nha các bạn. Trang bị thì mình sẽ trang bị cho con này, tại con này 96. Mình sẽ thuê thêm một anh hùng, có thể là anh hùng tiên hoặc là con người đó các bạn. Mình sẽ hơi tiên đi các bạn. Và các bạn có thể chọn cho mình là những cái phần khác các bạn. Các bạn có thể xem bát ở đây nữa bạn. Thì bát thường thì nó thường thường sẽ có vàng. Mình sẽ qua bên đây, mình sẽ đi đến những cái ký ức. Nó bị lag nha các bạn. Ok, thì như vậy là mình vừa review sơ qua một chút cho bạn xem về cái tựa game Nhà Ngục Tuần Hoàn Idea LC. Thì các bạn có thể tải tựa game này về và tự mình cảm nhận các bạn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Thì chúc các bạn chơi game vẻ. Đừng quên like video này bạn hay và chia sẻ cho bạn cùng biết của nha. Cũng đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Tôi xin chào và hẹn gặp tất cả bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.